Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay Tuyền đã vắng bóng 3 ngày không ra clip rồi. Thì hôm nay Tuyền sẽ ra clip gửi cho đến tất cả các mọi người một con xe cực kỳ hot luôn nha. Thì đây một chiếc duy nhất tại Thành Tâm nha các bạn. Thì sau đây Tuyền sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn một dòng xe quý phái đời đầu của Việt Nam của chúng ta. Đó chính là SH150CBS, SH Việt Nam 150CBS nha các bạn. Và con này là đời 2012 nha. Thì theo Tuyền tìm hiểu thì hình như con này chính là con SH Việt Nam đời đầu của chúng ta nha các bạn. Thì hôm nay Tuyền xin mời tất cả các bạn cùng Tuyền xem qua tình trạng xe và cũng như là nghe Tuyền báo giá nha. Thì con SH Việt Nam 150CBS này đã ra đời đến nay đã được 8 năm rồi nha các bạn. Thì theo Tuyền thấy thì ngoại hình của nó thì nói chung là vẫn còn đẹp nha. Không phải là đẹp xuất sắc ở hàng cỡ chính, mà theo Tuyền đánh giá là cỡ hàng 89%, 88% nha các bạn. Nói chung là vẫn rất đẹp nha. Thì nó là cũng một con xe đời đầu và mang một cái màu rất là hot luôn. Đó, màu trắng, một cái màu huyền thoại nha. Thì Tuyền thấy thì con SH đời đầu này thiết kế của nó cũng gọn hơn so với những cái con đời sau này nha các bạn. Thì những người nào mà nói chung đam mê SH mà thích cái vận tốc của nó cũng vừa thôi nè, nhẹ nhàng, dễ sử dụng thì mình chọn ngay con SH đời đầu này nha. Thì biết đâu con này sau này sẽ là hàng hiếm dữ lắm luôn nha các bạn. Phần đầu đèn của nó thì con SH này vẫn sử dụng là đèn halogen nha các bạn. Thì do là nó đời đầu của chúng ta mà hồi xưa thì chúng ta cũng chỉ sử dụng cái đèn đó thôi. Đó. Đèn vàng. Còn những con SH hiện tại bây giờ thì đa số thì là sử dụng đèn LED không nha các bạn. Thì theo Tuyền thấy hình như nè, nó đây nó cũng có đồng hồ điện tử luôn nha các bạn. Thì con này sau 8 năm nó đã đi được 13.666 km rồi nha. Các bạn thấy không? Đây, ngoại hình của em nó thì thiết kế những con sâu này á, thì cái ngoại hình cái đuôi cũng giống như vậy. Có điều thì càng ngày Tuyền thấy nó càng bự hơn ra thôi. Con này là vừa vặn luôn nè, hơn SH mò một tí à. Rồi, sau đây Tuyền sẽ gửi giá đến cho tất cả các bạn nha. Đó, các bạn cùng xem qua một dòng sơ ngoài sâu đích của nó nữa nha. Và Tuyền sẽ báo giá ngay cho các bạn biết một giá rất là đẹp luôn. Thì nó nói chung cũng sang, vừa sang lại vừa đẹp. Và nói chung hơn SH Bo một tí, nhưng về giá cả so với hiện tại thì cũng vừa vặn à. Hai con giá cũng tầm với nhau thôi nha. Thì con SH 150CBS đời 2012 đá hiện tại ở Thành Tâm là 6X nha các bạn. X cực kỳ nhỏ luôn nha. Thì các bạn muốn biết X nhỏ bao nhiêu, các bạn hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo của Tuyền nha. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh của Thành Tâm nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.